Xin chào các bạn, mình là Lê Quang Duy và có biệt danh là Sọc. Hiện tại mình đang ở Trung Quốc và thi đấu cho câu lạc bộ Xuân Yến bộ môn thể thao điện tử Liên minh Huyền Thoại và nhận được giải thưởng WeChat Award lần này thì mình cảm thấy khá là vui và mình rất là muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình. Đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình mình cũng như bạn bè và bạn gái mình, họ đã cổ vũ mình khi mình thi đấu ở nơi xa nhà và nhờ có họ mà mình có thể tiếp thêm vững vàng hơn để tiếp tục thi đấu. Thứ hai mình muốn cảm ơn những đồng đội cũ của mình, những người đồng đội cũ ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, những người đồng đội cũ, đồng đội hiện giờ và những người đã giúp đỡ mình trên chặng đường này. Vì nhờ có họ mà mình có thể thành công được như ngày hôm nay và giúp đỡ họ đã giúp đỡ mình khá là nhiều. Và cuối cùng mình muốn cảm ơn những bạn fan đã luôn ủng hộ mình. Nhờ câu hỏi của các bạn mà mình có thể tiếp thêm động lực thi đấu cho mình. Và mình muốn nói thêm những người hiện giờ đang và sẽ chuẩn bị đi trên con đường thể thao điện tử lần này thì con đường thể thao điện tử sẽ khá là khó khăn và bạn phải vững vàng hơn và tiếp tục cố gắng.